Kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Chương trình tối nay thứ ba ngày 26 tháng 7 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dâng hương tại khu tưởng niệm nhà thơ Tố Hữu, nhà lưu niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền. Đoàn công tác Sở Lao động và Phúc lợi Xã hội tỉnh Champasak, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thăm và trao đổi kinh nghiệm tại Thừa Thiên Huế. Cùng phóng viên thời sự gặp lại những thân nhân liệt sĩ Rào Trăng để chứng kiến những đổi thay trong cuộc sống, công việc sau 2 năm xảy ra biến cố kinh hoàng. Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022, chiều nay đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã đến dâng hương tại khu tưởng niệm nhà thơ Tố Hữu, nhà lưu niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền. Cùng đi có đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành trung ương và địa phương. Tại khu tưởng niệm nhà thơ Tố Hữu, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác đã dâng hoa dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với sự cống hiến của nhà thơ, nhà cách mạng Tố Hữu. Không chỉ có nhiều đóng góp cho kho tàng văn học Việt Nam, cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng xây dựng đất nước, ông còn giữ các chức vụ hệ thống chính trị của Việt Nam. Năm 1994, ông được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị địa phương tiếp tục làm tốt công tác bảo tồn, xây dựng khu tưởng niệm trở thành địa chỉ đỏ, giúp giáo dục truyền thống yêu nước, niềm tự hào về tấm gương cách mạng sáng ngời của nhà thơ Tố Hữu cho thế hệ hôm nay và mai sau, đồng thời tạo điểm nhấn tham quan du lịch, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương, qua đó tô thắm thêm trang sử vàng truyền thống văn hóa cách mạng quê hương Quảng Điền, quê hương Thừa Thiên Huế. Tại khu lưu niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã thành kính dâng hương dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn công lao của đại tướng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ghi sổ nhật ký khi đến thăm ngôi nhà của đại tướng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa viết: "Tấm gương kiên trung, đạo đức trong sáng, hết lòng vì nước vì dân của đại tướng sẽ luôn là niềm tin, động lực và quyết tâm của các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau, vượt qua mọi khó khăn thách thức, kiên định con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn để xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc." Phát huy các giá trị văn hóa bản làng là nền tảng để xây dựng nông thôn mới, đó là khẳng định của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ tại buổi làm việc với xã A Roang và huyện A Lưới về công tác xây dựng thôn bản văn hóa, công tác giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Cùng tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở ngành địa phương. Năm 2021, toàn xã A Roang có 517 hộ nghèo, chiếm gần 72%. Khó khăn lớn nhất của địa phương trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững là cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhà văn hóa đều thiếu thốn, xuống cấp, công tác chỉnh sửa hương ước, quy ước chưa được quan tâm thường xuyên, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế, một bộ phận người dân còn tâm lý trông chờ, ỷ lại. Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo địa phương, các già làng trưởng bản đã trao đổi đề cập đến nhiều vấn đề về xây dựng nông thôn mới, xây dựng thôn bản văn hóa, trong đó kiến nghị đề xuất các sở ngành hỗ trợ xây dựng các mô hình sinh kế, hỗ trợ đào tạo việc làm, bố trí kinh phí để địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo đúng lộ trình. Kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ cho biết, A Lưới là một trong 174 huyện nghèo của quốc gia. Giảm tỷ lệ hộ nghèo về mức thấp nhất là mục tiêu xuyên suốt trong quá trình xây dựng nông thôn mới của huyện nhà. Vẫn còn nhiều việc cần phải làm để từng bước giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh nỗ lực của địa phương, Phó Bí thư Thường trực cũng đề nghị các sở ngành cần quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ nguồn nhân lực, vật lực để A Lưới có thể từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn. Lưu ý về gìn giữ bảo tồn các giá trị văn hóa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ khẳng định, với đặc thù huyện miền núi, A Lưới hiện vẫn còn lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống đặc sắc, song cũng chịu nhiều sức ép trong việc làm thế nào để bảo tồn phát huy những giá trị văn hóa hiện có là nhiệm vụ hết sức nặng nề của cấp ủy, chính quyền, nhân dân A Lưới. Địa phương cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, xây dựng các chương trình mục tiêu cụ thể gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới. Các cấp ủy, chính quyền, các sở ngành cần ý thức sâu sắc về vai trò tầm quan trọng của các giá trị văn hóa miền núi để có những đề tài nghiên cứu khoa học cụ thể, từ đó có chính sách bảo tồn, phát huy giá trị nguồn tài nguyên nhân văn trong phát triển kinh tế xã hội A Roang nói riêng và huyện miền núi nói chung. Kết thúc buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ chính thức phát động phong trào dân tộc bản làng không có hộ nghèo tại xã A Roang. A Lưới là một trong 22 huyện nghèo của cả nước sẽ được chính phủ hỗ trợ để thoát khỏi tình trạng nghèo đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022-2025.
Đây là nội dung quyết định 880 QĐ-TTg vừa được Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh ký phê duyệt. 22 huyện nghèo thuộc 17 tỉnh trong phạm vi quyết định này được hỗ trợ bổ sung trực tiếp nội dung sau: hỗ trợ đầu tư trọng tâm, trọng điểm và duy tu bảo dưỡng một số công trình giao thông liên xã trên địa bàn huyện nghèo, phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ, lưu thông hàng hóa nhằm tạo sự đột phá, tạo động lực phát triển, tăng trưởng kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Thời gian thực hiện hỗ trợ từ năm 2022 đến năm 2025. Mục tiêu nhằm góp phần hỗ trợ 22 huyện nghèo thuộc 17 tỉnh trong phạm vi quyết định này phấn đấu thoát khỏi tình trạng nghèo đặc biệt khó khăn đến năm 2025 theo quy định về tiêu chí xác định huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025. Đến năm 2025, thu nhập của hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc phạm vi quyết định này phấn đấu tăng 1,8 lần so với năm 2020. Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ cùng đoàn công tác cũng đã đi thăm hỏi tặng quà các đối tượng chính sách, các gia đình yếu thế tại xã A Roàng, huyện A Lưới. Tại các nơi đến thăm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã thăm hỏi sức khỏe, điều kiện sinh hoạt, hoàn cảnh của từng đối tượng, đồng thời thể hiện sự trân trọng ghi nhớ, biết ơn đối với sự hy sinh một phần thân thể, máu xương của các đối tượng trong sự nghiệp kháng chiến, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Ân cần động viên các đối tượng sống vui sống khỏe là tấm gương để các thế hệ con cháu noi theo. Phó Bí thư Thường trực cũng đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm tạo điều kiện chăm lo đời sống các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn. Trước đó, đoàn công tác cũng đã dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện A Lưới. Sáng nay, đồng chí Hoàng Khánh Hùng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo Sở Lao động Thương binh Xã hội và huyện Nam Đông đã đến thăm tặng quà các gia đình thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn huyện Nam Đông. Đồng chí Hoàng Khánh Hùng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đoàn đã trực tiếp đến thăm 9 gia đình thương binh bệnh binh, gia đình có công và thân nhân liệt sĩ ở hai xã nghèo là Thường Long và Hương Hữu. Tại những nơi đến thăm, lãnh đạo tỉnh và huyện đã tận tình thăm hỏi sức khỏe, mong các gia đình luôn giữ sức khỏe để sống vui sống khỏe cùng con cháu. Đồng thời khẳng định Đảng và Nhà nước sẽ mãi không quên công lao to lớn mà các anh hùng liệt sĩ, thương binh bệnh binh, gia đình có công và thân nhân liệt sĩ đã đóng góp cho công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, những năm qua các thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn huyện luôn gương mẫu trong các phong trào thi đua, nhất là trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, không ngừng phát huy bản chất và truyền thống của gia đình, quê hương. Nhiều cá nhân gia đình thật sự là người công dân gương mẫu và gia đình cách mạng gương mẫu. Chiều nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022. Tham dự có 200 đại biểu là người có công, thân nhân người có công trên địa bàn thành phố. Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc, đồng thời tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc trước những cống hiến lớn lao, sự hy sinh quên mình của các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến tuổi xanh, anh dũng chiến đấu, hy sinh cho nền hòa bình độc lập dân tộc. Hiện thành phố Huế có 3.298 đình xuất hưởng trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng hàng tháng. Từ năm 2020 đến nay, đã có 128 trường hợp người có công được hỗ trợ nhà ở. 99,7% gia đình người có công có mức sống bằng hoặc trên mức sống bình quân chung của địa phương. Cùng tại buổi lễ, lãnh đạo thành phố cũng đã trao 200 phần quà, mỗi suất 500.000 đồng trích từ quỹ đền ơn đáp nghĩa thành phố Huế cho 200 đại biểu là người có công, thân nhân người có công trên địa bàn. Cũng trong sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức dâng hương tại bia chiến công tiểu đội 11 cô gái sông Hương, thăm và tặng quà tri ân đối với các thành viên tiểu đội hiện còn sống tại thành phố Huế. Đoàn đã dành một phút mặc niệm và dâng hương dâng hoa để bày tỏ lòng tưởng nhớ, tri ân trước những cống hiến, hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ thuộc tiểu đội 11 cô gái sông Hương trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và đặc biệt là trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Nhiều cái tên đã anh dũng hy sinh trong chiến dịch này, đó là tiểu đội trưởng Phạm Thị Liên và tiểu đội phó Đỗ Thị Cúc. Chiến công của 11 cô gái sông Hương đã góp phần cùng quân và dân ta làm chủ thành phố Huế trong 26 ngày đêm. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng đã đến thăm và tặng quà cho các nữ anh hùng, tiểu đội 11 cô gái sông Hương hiện đang còn sống tại thành phố Huế. Đó là nữ anh hùng Hoàng Thị Nở, nữ anh hùng Chế Thị Mừng và nữ anh hùng Nguyễn Thị Hoa. Hoạt động không chỉ giúp kết nối giữa các thế hệ phụ nữ mà còn khẳng định các thế hệ đi sau luôn ghi nhớ tri ân những hy sinh mất mát của các cô và những anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng, từ đó ra sức phấn đấu xây dựng quê hương đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp. Các hoạt động kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ sẽ tiếp tục được chúng tôi chuyển đến trong phần sau của chương trình. Thưa quý vị, sáng nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã có buổi làm việc với đoàn công tác Sở Lao động và Phúc lợi Xã hội tỉnh Champasak, Lào.
Sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào 5 tháng 9 1962, 5 tháng 9 2022 và 45 năm ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào. Tiếp đoàn công tác tỉnh Champasak, ông Đặng Hữu Phúc, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế nhấn mạnh, trong thời gian qua, hai bên đã có nhiều sự hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, chính phủ, nhân dân các bộ tộc Lào đã tận tình giúp đỡ Việt Nam, Thừa Thiên Huế trong công tác tìm kiếm quy tập hai cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và các chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào đưa về nước. Hàng năm đã đưa hàng trăm hài cốt liệt sĩ hy sinh tại mặt trận Lào về an táng tại quê hương Thừa Thiên Huế. Hiện nay có khoảng 12.000 đến 14.000 người dân Thừa Thiên Huế đang sinh sống làm việc tại các tỉnh giáp ranh của nước bạn Lào. Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh mong muốn tỉnh Champasak nói riêng, chính phủ Lào nói chung tạo điều kiện thuận lợi để công dân Thừa Thiên Huế tiếp tục sinh sống làm việc ổn định và được thụ hưởng các chế độ phúc lợi xã hội đầy đủ. Ông Odomsak Divisay, Giám đốc Sở Lao động và Phúc lợi Xã hội tỉnh Champasak, thay mặt đoàn công tác cảm ơn sự đón tiếp chú đáo của Thừa Thiên Huế và mong muốn hai bên hợp tác chặt chẽ hơn nữa, giúp đỡ lẫn nhau trong công tác quản lý người lao động tự do đang sinh sống làm việc tại Champasak nói riêng, các tỉnh của Lào nói chung. Champasak đang xây dựng một dạng quản lý người lao động nước ngoài đến làm việc tại tỉnh, đồng thời xúc tiến thành lập Hội những người Thừa Thiên Huế làm việc tại Champasak. Mục tiêu của Champasak là nhằm tạo điều kiện làm việc thuận lợi cho người lao động nước ngoài cũng như phòng chống đẩy lùi tội phạm mua bán người. Ông Odomsak Divisay đề nghị Thừa Thiên Huế nói riêng, các tỉnh Việt Nam nói chung tuyên truyền vận động người dân hợp tác với chính quyền, các cơ quan chức năng của Champasak để thực hiện tốt nội dung này. Hội Nông nghiệp Tuần Hoàn Việt Nam vừa tổ chức lễ ra mắt Chi hội Nông nghiệp Tuần Hoàn miền Trung và ký kết biên bản hợp tác giữa đơn vị này với Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Nông nghiệp Tuần Hoàn Việt Nam đã công bố quyết định thành lập Chi hội Nông nghiệp Tuần Hoàn miền Trung và quyết định chỉ định Ban chấp hành lâm thời. Theo đó, Ban chấp hành Chi hội Nông nghiệp Tuần Hoàn miền Trung gồm 5 thành viên do ông Trần Ngọc Nam làm chi hội trưởng. Việc thành lập Chi hội Nông nghiệp Tuần Hoàn miền Trung sẽ góp phần tích cực vào việc hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà khoa học và nông dân ở khu vực miền Trung triển khai có hiệu quả các mô hình kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp, đồng thời là cầu nối để các bên tham gia sâu rộng hơn vào quá trình chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp kiểu truyền thống sang nông nghiệp tuần hoàn, thuần tự nhiên, khép kín, sử dụng năng lượng tái tạo, vật liệu tái chế, vừa gia tăng giá trị sản phẩm, đảm bảo lợi ích kinh tế gắn với bảo vệ môi trường. Cùng tại buổi lễ, Hội Nông nghiệp Tuần Hoàn Việt Nam đã ký biên bản hợp tác với Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam nhằm góp phần xây dựng nền nông nghiệp xanh, tuần hoàn, bền vững. Chiều nay, Hiệp hội Du lịch tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 với mục tiêu đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động liên kết kích cầu du lịch. Trong 6 tháng cuối năm, Hiệp hội tiếp tục tham gia tích cực các chương trình lễ hội của tỉnh, của ngành du lịch, nhất là các lễ hội lớn kích cầu du lịch như lễ hội Thanh Trà Huế, các giải đua xe đạp Cúp Đời Huế, giải marathon diễn ra vào cuối năm. Mỗi sự kiện ước sẽ có hàng nghìn vận động viên tham dự. Đồng thời, Hiệp hội phối hợp với các đơn vị địa phương để đẩy mạnh hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch nhằm thu hút khách quốc tế cho năm 2023 và những năm tiếp theo, như hội nghị xúc tiến điểm đến Thừa Thiên Huế, tổ chức các đoàn farm đi khảo sát trong và ngoài nước, cũng như mời các đoàn farm trong và ngoài nước đến Huế. Chương trình liên kết sức mạnh du lịch Việt Nam. Hiệp hội cùng các hội thành viên tiếp tục triển khai các chương trình đã ký kết với Hội Lữ hành Việt Nam, Hiệp hội Du lịch các địa phương bạn, phối hợp tăng cường khai thác nguồn khách đến Huế bằng đường hàng không, nhất là các chuyến bay quốc tế. Các hội, chi hội thành viên có kế hoạch tổ chức các chương trình đào tạo phù hợp đáp ứng yêu cầu cho các doanh nghiệp trong tình hình mới. Hội nghị lần này cũng tập trung triển khai kiện toàn bộ máy và phân công nhiệm vụ các ban chuyên môn nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Hiệp hội trong nhiệm kỳ mới 2022-2027. Sáng nay, Sở Du lịch tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch văn hóa ứng xử cho các thành viên trong nghiệp đoàn Xích Lô trên địa bàn thành phố Huế. Với sự tham gia của 100 học viên thuộc nghiệp đoàn Xích Lô Du lịch Huế, lớp bồi dưỡng lần này sẽ được diễn ra trong 2 ngày 26 và 27 tháng 7. Nội dung tập huấn sẽ đi theo 3 chuyên đề chính là tổng quan về du lịch Thừa Thiên Huế và Việt Nam, kiến thức văn hóa ứng xử phục vụ du lịch, kiến thức tiếng Anh thực hành ứng xử. Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được trang bị một số kiến thức cơ bản về nghiệp vụ du lịch, văn hóa ứng xử khi phục vụ du khách. Bên cạnh đó, còn được thực hành một số bài tập tình huống trong phục vụ khách và học thêm một số câu nói ứng xử ngắn với du khách bằng tiếng Anh. Đây là cơ hội để bồi dưỡng cả kỹ năng phục vụ khách du lịch và nâng cao văn hóa ứng xử cho đội ngũ làm nghề dịch vụ Xích Lô du lịch, qua đó góp phần nâng cao dịch vụ trong thời gian tới, từng bước xây dựng Huế trở thành thành phố du lịch hấp dẫn, an toàn và thân thiện.
Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, những ngày qua, Ban Thanh niên Quân đội, Cục Chính trị Quân khu 4, Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng phối hợp với các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế và các đơn vị trong và ngoài quân đội có liên quan tổ chức chương trình tri ân tháng 7. Với rất nhiều các hoạt động an sinh xã hội như khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và thăm hỏi tặng quà cho các đối tượng chính sách, người có công và học sinh khó khăn, chương trình tri ân tháng 7 thực sự để lại ấn tượng sâu đậm tại các địa phương diễn ra. Là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, huyện Phong Điền có đối tượng chính sách chiếm tỷ lệ cao của tỉnh Thừa Thiên Huế. Hôm nay, được tin Ban Thanh niên Quân đội, lực lượng y bác sĩ Bệnh viện Quân y 268, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế đến khám chữa bệnh miễn phí. 400 người dân thuộc đối tượng chính sách, gia đình có công cách mạng và hộ nghèo trên địa bàn huyện đã có mặt tập trung đông đủ từ sớm. Tại đây, bằng các thiết bị y tế hiện đại, đội ngũ y bác sĩ đã tiến hành khám sàng lọc tổng quát, tư vấn chăm sóc sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con. Tôi đang còn bệnh nhiều, nhưng mà có cái là không đi viện hết. Nhức xương đau đầu. Đó là bên quân đội về là có để ưu đãi là khám bệnh và tặng quà trong cái chế độ chính sách trong đợt này là vì ở tôi ở cũng gần đây. Cho nên tổng lại là tôi rất cũng hoan nghênh là có nhà nước cùng các đoàn thể quân đội quan tâm đến giúp đỡ. Đây là cũng là một việc làm có ý nghĩa đối với tất cả mọi người, đặc biệt là đến tôi. Bằng những việc làm nhỏ bé này và tôi cũng muốn đóng góp một chút sức lực nhỏ bé để góp phần được tri ân các người có công với cách mạng. Cùng trong hoạt động tri ân hưởng về Ngày Thương binh Liệt sĩ, dịp này, Ban Thanh niên Quân đội, Cục Chính trị Quân khu 4, Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng và các đơn vị doanh nghiệp còn tổ chức trao tặng 220 suất quà, 258 hộp sữa cho các đối tượng chính sách, người có công, các em học sinh là con em gia đình chính sách vượt khó học giỏi thuộc huyện Phong Điền và thành phố Huế. Hoạt động này góp phần thể hiện tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc của tuổi trẻ trong và ngoài quân đội đối với các thế hệ đi trước. Góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương thực hiện tổ các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian qua thì với đối tượng gia đình chính sách, người có công thì chúng tôi tổ chức bằng các việc làm cụ thể thiết thực. Một là tuyên truyền giáo dục cho anh em cán bộ đoàn viên thanh niên thấy được cái vị trí ý nghĩa, cái đạo lý cao đẹp uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Với cái công lao của các cái anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để có cái được độc lập tự do hạnh phúc cho thế hệ trẻ như ngày hôm nay. Những ngày tháng 7 này, các hoạt động tri ân của tuổi trẻ quân đội càng thêm ý nghĩa, qua đó nêu cao truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc ta. Qua đây còn là dịp để tuyên truyền giáo dục cho cán bộ chiến sĩ trong quân đội và nhân dân nhận thức sâu sắc, hành động thiết thực ý nghĩa đối với Ngày Thương binh Liệt sĩ, thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn thành kính, tôn vinh những hy sinh mất mát của các anh hùng liệt sĩ, thương binh bệnh binh, ba mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Bom đạn chiến tranh đã lùi xa, nhưng trong thời bình vẫn có rất nhiều anh hùng ngã xuống trong công cuộc chăm lo bảo vệ cuộc sống cho người dân. Gần 2 năm đã trôi qua, nhưng có lẽ hình ảnh về 13 liệt sĩ ở Rào Trăng vẫn còn in đậm trong ký ức mỗi người dân Thừa Thiên Huế. Với mỗi thân nhân liệt sĩ, đó là những mất mát quá lớn, không dễ gì bù đắp được. Chăm lo cho từng hoàn cảnh thân nhân các liệt sĩ Rào Trăng, tạo những điều kiện tốt nhất để san sẻ gánh nặng, giúp họ có thêm động lực để bước tiếp trong cuộc sống, cũng là những nét nổi bật trong suốt 2 năm qua về thực hiện chính sách hậu phương quân đội của các cấp, các ngành, và đặc biệt là của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Hãy cùng phóng viên thời sự gặp lại những thân nhân liệt sĩ Rào Trăng để chứng kiến những đổi thay. Nằm sâu trong hẻm nhỏ giữa lòng thành phố, căn nhà cấp 4 mà liệt sĩ Nguyễn Anh Quốc đang xây dựng, dang dở rồi ra đi mãi mãi, nay đã được hoàn thiện để có chỗ thờ tự cũng như có nơi ăn học cho hai con. Chị Nhang, vợ liệt sĩ Quốc, cũng đưa cả cấp quan tâm cho chuyện công tác về dạy một trường gần nhà để có thời gian chăm sóc cả con hơn. Căn nhà nhỏ dù thiếu bóng hình của người chồng, người cha, nhưng với sự quan tâm hỗ trợ của các cấp chính quyền thời gian qua đã góp phần vơi bớt nỗi đau cho mẹ con chị. Được sự giúp đỡ của các mạnh thường quân và các cơ quan đoàn thể thì ngôi nhà của vợ chồng em cũng được hoàn thành.
và ba mẹ con cũng có chỗ để tiền sinh hoạt. Và thơ tử thì ba mẹ con cũng cố gắng để tiếp tục cuộc sống, và em cũng hứa là cố gắng để nuôi dạy hai con đến người để chồng em có thể yên nghỉ nơi chín suối. Em Phạm Thiên Hà, con của liệt sĩ Phạm Văn Hướng, sau khi tốt nghiệp đại học đã được Bộ Quốc phòng tuyển dụng phong quân hàm thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp và bố trí làm việc tại Ban Tuyên huấn Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế. Nhiệm vụ của Hà là xây dựng các bản tin, bài phóng sự phục vụ cho công tác tuyên truyền của lực lượng quân đội. Hơn nửa năm đứng vào hàng ngũ quân đội, dù còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng với sự động viên, hướng dẫn, giúp đỡ tận tình của các đồng đội, nay em đã tự tin thực hiện tốt các nhiệm vụ mà cấp trên giao phó. Cho đến hiện nay cũng là gần 2 năm, thì một Đảng và Nhà nước thì vẫn luôn có những cái chính sách, những cái sự quan tâm động viên nhất định để tôi có thể tiếp tục cái cuộc sống hiện tại, thì tôi vẫn rất là biết ơn và cảm thấy rất là cảm ơn với cái sự quan tâm đó. Trong 13 liệt sĩ hy sinh tại tiểu khu 67, có 5 liệt sĩ công tác tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Thực hiện chính sách hậu phương thời bình, những thân nhân của các liệt sĩ này đều được Đảng và Nhà nước tạo điều kiện bố trí công việc theo đúng nguyện vọng. Sau khi có quyết định tuyển dụng của Bộ Quốc phòng đối với thân nhân các liệt sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn năm 2020 tại thủy điện Rào Trăng Ba, thì bốn thân nhân của liệt sĩ quá trình thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan đơn vị của Bộ Chính trị tỉnh thì luôn được sự quan tâm giúp đỡ của cán bộ nhân viên của các cơ quan đơn vị. Bên cạnh đó thì Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên cũng đã tổ chức các cái hoạt động có ý nghĩa, kịp thời động viên chia sẻ với các gia đình của các thân nhân liệt sĩ. Chiến tranh đã qua đi, nhưng giữa thời bình vẫn có nhiều liệt sĩ ngã xuống để bảo vệ bình yên cho người thân. Và dù là ở thời gian nào thì sự hy sinh của họ cũng sẽ mãi được khắc ghi trong lòng mỗi người ở lại, để luôn ghi nhớ về tấm lòng quả cảm, tinh thần phục vụ nhân dân của một người lính. Làm tốt chính sách hậu phương quân đội, chăm lo cho thân nhân các gia đình liệt sĩ cũng là cách để mỗi một chúng ta luôn nhớ về những người đã khuất và hướng đến những điều tốt đẹp hơn trong tương lai. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.